Bún mọc 25k ngon hơn người yêu cũ của bạn. Mọi người ở Hà Nội đã nghe đến ngõ Phổ Giác bao giờ chưa? Mình thì cũng lần đầu nghe thấy luôn và được cô bạn dẫn đi cái quán này thì mới biết đó. Chính ra quanh cái khu chợ Ngô Sĩ Liên này rất là nhiều món nhá, gì món gì cũng có. Quán này thì chuyên mở sáng thôi, mở cũng rất là lâu rồi. Thấy bảo tầm 9 giờ 9 rưỡi ra là đã không còn đồ để mà ăn rồi ý. Một bát mình gọi sẽ có mọc, thịt với cả tiết nữa. Có cả móng đấy nhưng mà mình không gọi nha. Ăn bún mọc ở đây mình cảm thấy đúng kiểu cái bún mọc ngày xưa ấy. Nước dùng trong, màu nghệ. Vị thì kiểu thanh ngọt xen lẫn vị chua. Mà miếng tiết ở đây thì cũng rất là núng nính nhá. Mọc cũng rất là thơm, nói chung là quán này mình thấy rất là ưng luôn. Dọc mùng thì cũng làm rất là sạch sẽ, không hề bị ngứa đâu. Bữa sáng như thế này gọi là ổn áp luôn rồi mọi người ạ. Ăn xong rồi đá thêm một cốc cà phê hay một cốc trà nữa là chuẩn. Quán này thì nằm ngay ngõ Phổ Giác, Ngô Sĩ Liên, mọi người đi vào ngõ là sẽ thấy nhá, có một hàng bún mọc thui.